Hello guys, welcome to my live stream today. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với buổi live stream hôm nay của mình nha. Ayo. Alright, so let's get started. Charlie, the cat, was nice enough to leave the room when I got there. Bounding from the bed, he headed off to another bedroom, and within minutes, I was in bed. After a brief reflection of the day, I was entering the twilight zone. Just before losing touch with reality, the door to my bedroom popped open and a monster leaped on top of me. I had heard of Florida's scorpions. But this was no small scorpion. Without time to think, I grabbed the sheet that was dropped over my body and with one blood-curdling shriek, flung the monster against the far wall. I heard his body hit the wall and then silence. Okay, so Charlie the cat was nice enough to leave the room when I got there. À, thì cái chú mèo Charlie, mà hồi tối tối qua ấy, lúc mà tôi đến ạ, thì tôi thấy là chú mèo ở đấy nhá. Vậy thì chú mèo Charlie was nice enough thì gọi là tốt bụng, đủ tốt bụng để rời khỏi cái căn phòng khi mà tôi đến đấy. When I got there, bounding from the bed, he headed off to another bedroom, and within minutes, I was in bed. Chúng ta có từ bound. Mọi người, bound có nghĩa là nhảy lên, nhảy vọt lên, lao nhảy vọt lên và theo cái chiều hướng là lao về phía trước ấy mọi người. Đó. Alright, rồi bounding from the bed thì lao ra khỏi giường. Từ này có nghĩa là nhảy lao ra khỏi giường ấy mọi người. Lao ra khỏi giường, he headed off to another bedroom. Chú mèo headed off có nghĩa là đi theo hướng, đi về hướng to another bedroom, đi về hướng cái phòng ngủ khác. And within minutes I was in bed. Và trong vòng vài phút thì tôi đã nằm trên cái giường của cái phòng đấy. Ha. After a brief reflection of the day, I was entering the twilight zone. Mọi người ơi, cái đoạn này tôi có một cái câu này nó rất là hay mà tôi muốn chia sẻ với mọi người nhé. Trong cái đoạn này này, trong cái câu này này. After a brief reflection of the day. Rồi. Reflection có nghĩa là đối chiếu. Đối chiếu. Vậy thì after after a brief reflection of the day là sau sau một cái sự đối chiếu ha, hoặc là cái sự suy ngẫm ngắn về những gì mà mình đã làm trong ngày. I was entering to the twilight zone. Mình sẽ nói cái này cho các bạn nha. Mọi người ơi, twilight twilight có nghĩa là gì? Có nghĩa là chạng vạng. Nếu như bạn nào xem cái bộ phim Chạng Vạng rồi ấy, thì twilight có nghĩa là chạng vạng. Chạng vạng là vào cái buổi xế chiều ấy mọi người. Vậy thì twilight zone thì có nghĩa là cái
cái trạng vạng là buổi xế chiều đúng không? Thì là cái buổi mà giữa giữa ở giữa cái buổi chiều và buổi tối đúng không? Là cái thời khắc chuyển giao ấy, cái lúc chuyển giao giữa buổi chiều và buổi tối. À, mọi người hiểu cho mình cái nghĩa đó nhá. À, hiểu cả cặn kẽ cho mình cái hiểu bản chất giùm mình nhá. Rồi. Vậy thì I was entering the twilight zone thì có nghĩa là tôi đang chuẩn bị thiêu thiêu ngủ. À, có nghĩa là đang tỉnh nhưng mà vẫn đang mà kiểu như đi vào giấc ngủ rồi ấy, nhưng mà chưa ngủ say, chưa ngủ sâu. Đó. So I was entering the twilight zone thì là sau một lúc suy ngẫm về những gì đã làm trong ngày thì tôi đã chuẩn bị thiêu thiêu ngủ just before losing touch with reality, the door to my bedroom popped open and a monster lived on top of me. À rồi, vậy thì chỉ trước khi mà tôi đi vào giấc ngủ luôn á, losing the touch with reality có nghĩa là mất cái cảm nhận với thế giới hiện thực, cái kiểu đấy là đi ngủ luôn á. The door to my bedroom popped open. À, thì cái cửa mà dẫn tới cái phòng ngủ của tôi á thì popped open. Popped open. À, mọi người nhá. Popped open có nghĩa là bị bật mạnh ra, cái cửa mà bị bật mạnh ra ấy mọi người. bị mở toang ra, mở tung ra đấy mọi người. À ha. Vậy thì cái cửa hướng tới cái phòng ngủ của tôi bị mở tung ra. And a monster, và có một con quái vật lived on. Mọi người, lived on. Lived có nghĩa là nhảy lên và lao vào, thì nó cũng có nghĩa gần với bound đấy mọi người, nhảy phốc lên và lao tới một cái điểm nào đó, thì cái này là leap down. Vậy thì nhảy, cái đề leap cũng là nhảy rồi, on top, leap on top of me. Đó, thì có nghĩa là nhảy lên người tôi mọi người nhá. Đó, lao lên người tôi cũng được, nhảy lên người tôi ha. Rồi, có một thì khi mà tôi ngủ say rồi á, chuẩn bị ngủ say rồi á, thì có một con quái vật đã nhảy lên người tôi. I had heard of Florida scorpions, but this was no small scorpion. Rồi, thật ra thì tôi đã được nghe về scorpions, mọi người. Scorpions là con bọ cạp. Thật ra thì tôi đã được nghe về những cái con bọ cạp của bang Florida rồi nha. Cơ mà con bọ cạp này thì không hề phải là con bọ cạp nhỏ mọi người ạ. Without time to think, I grabbed the sheet that was dropped over my body and with one blood-curdling shriek, flung the monster against the far wall. Rồi, without time to think, không có thời gian để suy nghĩ nữa, thì tôi đã grab. À mọi người, grab có nghĩa là cầm vội một cái gì đó, hoặc là cầm này, giật này, kiểu đấy ha. Grab, cầm một cái gì đó ha. Cầm một cái sheet là một cái tấm chăn hoặc là tấm vải đó. That was dropped over my body. À, mà đã được đắp lên người của tôi. Dropped. Thật ra lời từ drop nó bằng với từ sheet ấy mọi người, nhưng mà cái từ drop này nó cũng còn có nghĩa là đắp mọi người nhá. Rồi, và tôi giật hoặc là tôi cầm cái tấm vải mà được đắp lên người tôi. And with one blood curdling. Ok, chúng ta có một cụm blood curdling shriek. Rồi, blood curdling có nghĩa là dùng từ thất thanh đi ha, thất thanh hoặc là ghê rợn, để dùng để chỉ cái tính chất của cái tiếng kêu, tiếng thét đấy mọi người, tiếng thét đấy mọi người ha. Rồi, chúng ta có từ shriek, shriek, từ này shriek. Shriek
thì nó bằng với chữ scream. Scream mọi người nhé. Có nghĩa là hét lên. Hét lên. Đó. Rồi, vậy thì và với một cái tiếng hét thất thanh đó, hoặc là và với một cái tiếng hét kiểu ghê rợn hoặc là kinh hoàng đi. Với một cái tiếng hét kinh hoàng. Flung the monster against the far wall. Chúng ta có thêm từ flung. Flung, không phải flung nha mọi người. Flung, ok. Flung là quá khứ của chữ fling. Fling, nó bằng với chữ throw mọi người. Có nghĩa là vứt, quăng hoặc là vứt, ném, liệng. Kiểu đấy ha, ném này, liệng này, vứt này, quăng này. Đấy, tiếng Việt mình rất là xịn luôn. Rồi, vậy thì với một cái tiếng hét thất thanh, đã ném cái con ném cái con quái vật đó vào tường. Ai đó, ông này ông ấy sợ, ông ấy tưởng là con mèo đấy là con quái vật đấy, cho nên là ông ấy tưởng là con bọ cạp. Ông ấy đã không có thời gian suy nghĩ, lúc đấy đang thiêu thiêu ngủ mà. Rồi, fling có nghĩa là không trong một mối quan hệ nghiêm túc phải không cô? Cái này mình không biết nha. Cái này cái gì không biết mà không biết. Cái này mình không biết. Ok, bạn đợi tí mình tra nhá. Có biết có phải là cái slang word không? Không phải bạn ơi. Không phải bạn ơi. Fling không phải ạ. Không phải nhá. Giống kiểu FWB không phải, không phải. Mình không biết là đấy là slang word mà mọi người dùng hay không, nhưng mà trong trong từ điển thì không phải ha. Vậy bạn ơi, vậy bạn đang nói fling là danh từ hay là fling là tính từ, xin lỗi là động từ bạn. Nếu mà động từ thì không phải nha. Nếu là danh từ thì phải. Có nghĩa là a short sexual relationship with somebody ấy, mọi người đấy bạn. Bạn đang nói fling là danh từ hay là động từ? Là động từ thì không phải, nhưng mà là danh từ thì phải. Have a fling with somebody. Thì có nghĩa là cái nghĩa mà bạn nói ấy, dạng mà mối quan hệ FWB á mọi người. Còn fling này là fling động từ nha. Nó có nghĩa là quăng, liệng cái gì đó ha. Cảm ơn bạn rất nhiều. Nhờ bạn mà mình biết được thêm một từ mới. Cảm ơn bạn ạ. Mình cảm ơn bạn rất nhiều ạ. Right. Rồi, vậy thì và với một tiếng hét thất thanh thì liệng hoặc là quăng con quái vật vào tường, vào cái tường phía xa. I heard his body hit the wall and then silence. Và tôi nghe thấy cái cơ thể của nó bị văng vào tường ha, va vào tường và sau đó yên lặng. Cái này là FWB á. Này. Okay. Rồi, Pete and Patsy came running down the hallway, turned on the light, and we all looked at Charlie lying still. Và vợ chồng Pete và Patsy thì chạy xuống cái hallway. Hallway là gì mọi người? Running down là chạy xuống theo cái lối của hallway. Hallway là gì mọi người? Dạ không, hallway không phải là hầm ạ. Đúng rồi, hallway là không phải, cũng không phải sảnh nữa. Hallway là cái lối theo đi theo cái hành lang ấy mọi người. Rồi, sau đi đi xuống đi 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 gọi là đi 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 xuống phía phòng ấy.
Rồi, turned on the light, bật đèn lên, and we all looked at Charlie lying still. À, rồi mọi người và bật đèn lên và chúng tôi đều nhìn thấy chú mèo Charlie lying still. Lying still nghĩa là gì mọi người? Lying still nghĩa là gì ạ? À, vẫn còn nằm đó. Dạ, lying still trong trường hợp này là nằm bất động, đang nằm bất động. Đang nằm bất động, có chữ đang nữa nhá, bởi vì nó đang ở dạng chứng kiến của mọi người ấy. Ok. Rồi, đó và chúng tôi đều nhìn thấy là chú mèo Charlie đang nằm bất động, bị ném vào tường cái bộp một cái, xong rồi tiếng kêu thất thanh, ném vào tường cái bộp một phát. Đấy. Và bây giờ nó đang nằm bất động, hoặc là các bạn cũng có thể dịch là đang nằm thoi thóp. Pete and Patsy have never forgotten me, and I have never forgotten them. Charlie did revive in a few minutes, but he did not come back to my room. In fact, Pete and Patsy told me later that Charlie never went back to that bedroom again. Pete and Patsy have never forgotten me, and I have never forgotten them. Thì vợ chồng Pete và Patsy chả bao giờ có thể quên được tôi được ha. Và tôi cũng chả bao giờ quên được họ. Charlie did revive in a few minutes. Thì Charlie đã hồi tỉnh lại ha. Đã tỉnh lại sau một vài phút. Đã sống lại sau một vài phút. But he did not come back to my room. Nhưng mà chú mèo đấy không có quay trở lại cái phòng của tôi nữa. In fact, Pete and Patsy told me later that Charlie never went back to that bedroom again. Trên thực tế nhá, là Pete và Patsy nói với tôi sau đấy rằng Charlie chả bao giờ bén mảng trở lại cái phòng ngủ đó một lần nào nữa. After my abuse of Charlie, I wasn't sure whether Pete and Patsy would still want to take me to the airport the next day or if they would have any further interest in me. However, my fears vanished when, after the seminar, Pete said, Dr. Chapman, I have been to many seminars, but I have never heard anyone describe Patsy and me as clearly as you. That love language idea is true. I can't wait to tell you our story. Okay. After my abuse of Charlie, I wasn't sure whether Pete and Patsy would still want to take me to the airport the next day, or if they would have any further interest in me. Okay. Thì sau cái lần mà tôi bạo hành, tôi lạm dụng ha, gọi là sau cái lần mà tôi xử Charlie đấy, thì tôi không có chắc là liệu Pete, vợ chồng Pete và Patsy còn muốn tiễn tôi ra sân bay vào ngày tiếp theo nữa không, hoặc là liệu họ có còn quý mến tôi nữa không ha. Tôi không có chắc ha. Sau khi mà xử con mèo của nhà người ta thì tôi không rõ, tôi không chắc là họ còn muốn dẫn tôi ra sân bay ha, tiễn tôi ra sân bay, hoặc là còn muốn còn quý mến tôi nữa không, kiểu đấy. However, my fears vanished when, after the seminar, Pete said, Dr. Chapman, I have been to many seminars, but I have never heard anyone describe Patsy and me as clearly as you. Tuy nhiên nhá, cái nỗi sợ của tôi
À, chúng ta có từ vanished, mọi người. Vanished bằng từ disappear, mọi người. À, nỗi sợ của tôi đã làm sao nhỉ? Đã biến mất khi mà sau cái buổi hội thảo ngày hôm sau đó thì Pete đã nói với tôi rằng tiến sĩ Chapman ạ, tôi đã tới rất là nhiều hội thảo nhưng mà tôi chưa bao giờ nghe có ai đó có thể miêu tả Patsy và tôi rõ ràng như là ông đã miêu tả. That love language idea is true. Và cái ý tưởng hoặc là về cái và cái và cái ý tưởng về cái ngôn ngữ tình yêu mà ông nói á, hoặc là về cái ngôn ngữ tình yêu mà ông nói thì rất là đúng. I can't wait to tell you our story. Và trời ơi, tôi rất là mong chờ ha. Tôi rất là mong chờ để kể cho ông nghe về cái câu chuyện của tôi. Câu chuyện của chúng tôi. Mọi người ơi, mọi người nghe giọng mình có được không ạ? Có bị chói không? Tại vì bây giờ cái miệng của mình ấy, nó cách xa cái điện thoại của mình có 1 cm thôi. Có bị chóe hay là chói hay là kiểu nghe giọng khó chịu không mọi người? Để mình xê miệng mình ra ngoài ấy. Gất là gì? Gất là ok ạ. Dễ thương vậy. Ok, nếu như mà tại vì mình ghé sát miệng vào cái mic của điện thoại ấy mọi người. Nếu như mà mọi người nghe thấy giọng mình kiểu chóe và kiểu khó chịu ấy mọi người nói nhá. Để mình xem giọng miệng mình ra ngoài. Dạ vâng ạ. Dạ vâng ạ, mình cảm ơn ạ, mình tiếp tục nha. Thank you. A few minutes after saying goodbyes to those attending the seminar, we were in the car for our 45-minute drive to the airport, and Pete and Patsy began to tell me their story. In the early years of their marriage, they had tremendous difficulties, but some 22 years earlier, all of their friends agreed that they were a perfect couple. Pete and Patsy certainly believed that their marriage was made in heaven. Okay. After a few minutes after saying goodbyes to those attending the seminar, we were in the car for our 45 minutes drive to the airport. À, thì sau sau một vài phút sau một vài phút sau khi mà xin lỗi một vài phút sau khi mà chào tạm biệt tới those là tới những cái người mà tham gia hội thảo của tôi ấy thì chúng tôi đã lên xe. We were in the car. Chúng tôi đã lên xe để lái xe ra sân bay trong vòng 45 phút. Nhá. Đó, chúng tôi đã lên xe để đi ra sân bay trong vòng 45 phút. And Pete and Patsy began to tell me their story. Và lúc đó thì vợ chồng Pete và Patsy đã bắt đầu kể cho tôi nghe về câu chuyện của họ. In the early years of their marriage, they had tremendous difficulties. Trong những cái năm đầu của cuộc hôn nhân ấy, của hai người ấy, thì họ có những cái khó khăn tremendous or tremendous. Cái từ này mình có thể đọc hai cách nha. Tremendous or tremendous. Tremendous là có nghĩa là huge, mọi người. Bằng với chữ huge. Ha. Vậy thì họ đã có những cái khó khăn rất là lớn đấy trong những năm đầu của cuộc hôn nhân. But some 22 years earlier, all their friends agreed that they were the perfect couple. Cơ mà quay trở lại khoảng cỡ 22 năm về trước ý, thì tất cả bạn bè của họ đều đồng ý rằng họ là một cặp đôi hoàn hảo.
Yeah, họ là một cặp đôi hoàn hảo. Pete and Patsy certainly believed that their marriage was made in heaven. Ôi, và lúc đó nhá, thì Pete và Patsy đều chắc chắn, certainly bằng với surely ấy, mọi người, đều chắc chắn tin tưởng rằng cái cuộc hôn nhân của họ là cái cuộc hôn nhân made in heaven. Made in heaven có nghĩa là được làm ở thiên đường. Thì tôi sẽ dịch là một cuộc hôn nhân trời ban nhá. Ui giời ơi, Nhun ơi, tự nhiên Nhun nghĩ ra có chữ trời ban. Hạnh phúc quá. Mọi người, tớ không có dịch trước đâu nha mọi người. Tự nhiên bây giờ nó ấy lên đó mọi người. Right. They had grown up in the same community, attended the same church, and graduated from the same high school. Their parents had similar styles and values. Pete and Patsy enjoyed many the same things. They both liked tennis and boating. And they often talked about how blah blah. Mình sẽ dịch đoạn này trước ha. They had grown up in the same community. Họ đã cùng lớn lên trong một cái cộng đồng ha, trong cùng một cái cộng đồng. Hay còn gọi là họ đã cùng lớn lên trong một cộng đồng. Attended the same church. Tham gia cùng một nhà thờ. And graduated from the same high school. Và cùng tốt nghiệp từ một trường cấp 3. Tốt nghiệp cùng trường cấp 3 nhá. Their parents had similar styles and values. Và kể cả bố mẹ của họ thì cũng có những cái lối sống tương tự. Cũng có những cái lối sống và những cái giá trị tương tự nhau nhá. Tương đồng đi, có những lối sống và những cái giá trị tương đồng, right? Pete and Patsy enjoyed many the same things. Thì Pete và Patsy cùng nhau gọi là tham gia ha, rất là, hoặc là cùng nhau thưởng thức rất là nhiều điều tương đồng với nhau, kiểu đấy. They both like tennis and boating. Họ cũng thích tennis và chèo thuyền. And they often talk about họ cũng thường nói về how, làm thế nào. Many interests they held in common. Và họ cũng thường nói về chuyện là làm thế nào để họ gọi là họ giữ hoặc là họ thực hành hoặc là họ thực hành những cái sở thích chung. Đấy. Thực hiện những cái sở thích chung, mối bận tâm chung, kiểu đấy, cách nào để hai người cùng thực hiện ha. They seemed to possess all the commonalities that are supposed to assure fewer conflicts in marriage. Họ dường như sở hữu, possess là sở hữu mọi người nhá. Possess là sở hữu, or commonalities là những cái điều điều tương tự nhau, hay còn gọi là những cái điều mà giống nhau, những cái điều chung, những cái điểm chung. Mình sẽ dịch là cái này là điểm chung ha. Hai người ấy, họ đều sở hữu những cái điểm chung mà được supposed to mà kiểu như mà chắc chắn là sẽ để làm sao để assure để đảm bảo cho ít những cái conflicts để đảm bảo để có khả năng hoặc là để chắc chắn đảm bảo cho ít cái mâu thuẫn nhất trong hôn nhân, kiểu như thế, ít mâu thuẫn hơn trong hôn nhân đó. Sở hữu hai người sở hữu khá là nhiều điểm chung ấy đó. Mà những cái điểm chung đó thì đảm bảo được là hai người sẽ có ít hơn những cái mâu thuẫn ha trong hôn nhân, right? They began dating in their senior year in high school.
They attended separate college. Okay, college, but managed to see each other at least once a month, and sometimes more often. By the end of their freshman year, they were convinced that they were meant for each other. They both agreed, however, to finish college before marriage. For the next 3 years, they enjoyed an idyllic dating relationship. One weekend, he would visit her campus. The following weekend, she would visit his campus. The third weekend, they would go home to visit the Fox, but spend most of the weekend with each other. The fourth weekend of each month, they agreed not to see each other, thus giving each of them freedom to develop individual interests. Except for special events such as birthdays, they consistently followed that schedule. 3 weeks after he received his degree in business and she this degree in sociology, they were married. 2 months later, they moved to Florida, where Pete had been offered a good job. They were 2,000 miles from their nearest relative. They could enjoy a honeymoon forever. Mọi người comment hỏi mình hả? Cô có dạy phát âm không ạ? Dạ không ạ, bây giờ mình không có thời gian ấy ạ. That are đoạn nào ạ? Điều đoạn nào ạ? Ok, rồi mình đọc một đoạn này rồi mình sẽ dịch đoạn này nhá. They began dating in their senior year in high school. Trên cùng đó cô. À, that có nghĩa là nó bổ nghĩa cho cái từ commonalities em ạ, bạn ạ. Đây thì những cái điểm chung phải sử dụng động từ to be nè. Ha. Những cái điểm chung là nhiều ấy bạn. Đó. Ok. Mình định nói cái gì với mọi người ấy mà mình quên mất rồi. Hả? Mình tính nói gì mọi người nhỉ? À, ok. À, mình định nói với bạn là that ở đây là cái mệnh đề quan hệ ấy mọi bạn ơi, bổ nghĩa cho cái mệnh đề quan hệ để làm rõ cái từ commonality ấy bạn. Ha, đây là cái mệnh đề quan hệ who with that ấy, nó bổ gọi là nó làm thứ nhất là nó đại diện cho cái từ này ha, và làm rõ những cái thông tin của những cái thông tin cần thiết của từ này nữa nhá. Đó, that là cái những cái điểm chung này thì đó họ cung cấp thêm thông tin này. Đó là như thế nào là đảm bảo rằng cái cuộc hôn nhân sẽ có ít mâu thuẫn hơn. Tự nhiên mình mệnh đề quan hệ mà tự nhiên mình bị nghĩ tới bản dịch mà mình quên mất ha. Ok. All right. Họ bắt đầu hẹn hò in their senior year in high school, all right. Họ bắt đầu hẹn hò vào cái năm cuối ở cái trường trung học. They attended separate college, but managed to see each other at least once a month and sometimes more often. Rồi họ tham gia hai trường college, là hai trường đại học mọi người nhá. Họ tham gia hai cái trường đại học riêng biệt hay còn gọi là khác nhau đấy, nhưng mà manage ở đây không có nghĩa là quản lý mọi người ha. Manage cộng với to ở đây có nghĩa là cố gắng để làm gì đó ha, nỗ lực để làm gì đó hoặc là cố gắng để làm gì đó
nhá. So họ họ học ở hai trường đại học khác nhau, cơ mà vẫn cố gắng để gặp nhau, gặp nhau at least có nghĩa là ít nhất là một lần một tháng và thỉnh thoảng là nhiều hơn ha. By the end of their freshman year, they were convinced that they were meant for each other. Rồi thì trước khi cái năm học đầu tiên nha, năm học đầu tiên của trường đại học kết thúc ấy, thì họ họ gọi là được thuyết phục rằng họ sinh ra là để dành cho nhau, meant for each other. Sinh ra là để dành cho nhau. Right, they both agreed. However, to finish college before marriage, hai người họ đều đồng ý là như vậy. Hai người họ đều đồng ý. Họ sinh ra là để dành cho nhau. Tuy nhiên, họ phải cũng hiểu là phải phải hoàn thành xong đại học trước khi kết hôn. Ha. Chợ đó hay quá ạ. Vâng ạ. Right, for the next 3 years, they enjoyed an idyllic dating relationship. For the next 3 years, và trong 3 năm tiếp theo thì họ thưởng thức an idyllic dating relationship. Dating là hẹn hò, relationship là mối quan hệ. Tớ sẽ dịch là mối quan hệ yêu đương ha. Đó. Rồi, thì họ trong 3 năm tiếp theo đó thì họ đã thưởng thức, họ đã cùng nhau thưởng thức một cái mối quan hệ yêu đương. Idyllic có nghĩa là bình dị nha mọi người. Đó, cái từ này có nghĩa là bình dị nè. Ha, cùng nhau thưởng thức một cái mối quan hệ yêu đương bình dị. Bình dị như thế nào nào? One weekend he would visit her campus. Thì một tuần anh ấy sẽ tới thăm ký túc xá của cô ấy. Campus có nghĩa là trường, khuôn viên trường. Và campus cũng có nghĩa là ký túc xá, mọi người ha. The following week she would visit his campus. Và tuần tiếp theo cô ấy sẽ tới thăm ký túc xá của anh ấy. The third weekend they would go home to visit the fox but spend most of the weekend with each other. Còn cái tuần thứ ba thì họ sẽ về nhà để thăm. Chúng ta có một cái từ fox, là cái từ này là từ nghĩa của AE hay dùng ha, American English hay dùng ha. Thì fox đây là bằng chữ people đấy mọi người. Fox và là bằng people. Rồi thì cái tuần thứ ba thì họ sẽ về nhà để thăm mọi người. Mình sẽ dịch là mọi người ha. Cơ mà họ vẫn dành hầu hết thời gian vào cuối tuần đó cùng nhau. The fourth weekend of each month, they agreed not to see each other, thus giving each of them freedom to develop individual interests. Thế thì cái tuần thứ tư của mỗi tháng họ đồng ý rằng họ sẽ không gặp nhau. Và vì thế cho nên sẽ dành cho nhau cái sự tự do để phát triển những cái interest, individual interest, là để phát triển những cái sở thích cá nhân. Individual interest là sở thích cá nhân nhé. Interest có nghĩa là những cái mối quan tâm, mối bận tâm hoặc là những cái sở thích cá nhân, chỉ nói những cái sở thích mọi người nhá. Thêm chữ individual là sở thích, thêm chữ individual là cá nhân. Vậy thì cái tuần thứ tư của mỗi tháng ấy thì họ đồng ý là sẽ không có gặp nhau. Do vậy họ sẽ dành cho nhau cái sự tự do để phát triển những cái sở thích cá nhân. Right? Except
For special events such as birthdays, they consistently followed that schedule. À, trừ khi có những cái sự kiện đặc biệt, có những cái sự kiện đặc biệt như là ngày sinh nhật chẳng hạn, thì trừ khi là có những cái sự kiện đặc biệt như là ngày sinh nhật ra, thì họ kiên trì theo đuổi hoặc là kiên trì theo cái schedule, là cái lịch trình như vậy. Three weeks after he received his degree in business and she a degree in sociology, they were married. Và 3 tuần sau khi mà anh ấy nhận được bằng về kinh tế và cô ấy nhận được bằng về xã hội học thì họ kết hôn. 2 months later, they moved to Florida where Pete had been offered a good job. Và 2 tháng sau đó thì họ đã chuyển sống đến Florida, nơi mà Pete đã nhận được đề nghị hoặc là nhận được offer, nếu như mọi người hay nói từ đấy, nhận được đề nghị cho một công việc tốt. They were 2,000 miles from their nearest relative. They could enjoy a honeymoon forever. Vì là họ sống cách cái nhà relative là cách cái người thợ người người họ hàng ấy mọi người, cách nhà họ hàng của họ gần nhất, cách nhà họ hàng gần nhất của họ khoảng cỡ 2,000 dặm. Cho nên là họ có thể thưởng thức cái honeymoon ha, thưởng thức cái tuần trăng mật mãi mãi luôn, có nghĩa là hai cái người này kiểu sống riêng tư ấy mọi người. Constant là liên tục, consistent có nghĩa là cứ tiếp tục làm như vậy, kiểu như gọi là kiên trì ấy mọi người, kiên trì theo đuổi một cái gì đó ha. Relative là họ hàng người thân, đúng rồi. Relative là họ hàng nhá. Okay, their first 3 months was exciting, moving, finding a new apartment, enjoying life together. The only conflict they could remember was over washing dishes. Pete thought he had a more efficient way to complete that chore. Patsy, however, was not open to his idea. All right. Rồi, the first 3 months were exciting, okay? 3 tháng đầu thì rất là exciting, yeah. Rất là kiểu thú vị ha, yeah. Moving, finding a new apartment, enjoying life together. Rồi, moving là chuyển nhà này, tìm nhà mới này, tìm một căn hộ mới này, thì mình sẽ dịch là tìm nhà mới nhá. Rồi, thưởng thức cuộc sống cùng với nhau này. Đó, trời ơi, 3 tháng đầu là cái 3 tháng mà honeymoon ấy mà. The only conflict they could remember was over washing dishes. Thì cái mâu thuẫn duy nhất mà họ có thể nhớ đây chính là về chuyện rửa bát. Pete thought he had a more efficient way to complete that chore. Thì Pete nghĩ rằng anh ấy có một cái cách hiệu quả hơn để hoàn thành cái việc nhà. Chore là việc nhà bạn nhé. Cái việc lặt vặt ấy, việc lặt vặt việc nhà ấy. Mình có từ household chore là việc nhà ấy mọi người. Chore là cái việc, nhưng mà việc kiểu lặt vặt ấy. Patsy, however, was not open to his idea. Tuy nhiên thì Patsy không có đồng ý với cái ý kiến của anh ấy.
efficient nghĩa là hiệu quả mọi người nhé. More efficient way là một cái cách hiệu quả hơn để hoàn thành cái việc đó, hoàn thành cái việc nhà đó. Đấy, nhưng mà Percy thì thấy không có đồng ý với ý kiến của Pete. Eventually they had agreed that whoever washed the dishes could do it his or her way, and that conflict was resolved. They were about 6 months into the marriage when Percy began to feel that Pete was withdrawing from her. He was working longer hours, and when he was at home, he spent considerable time with the computer. When she finally expressed her feelings that he was avoiding her, Pete told her that he was not avoiding her, but simply trying to stay on top of his job. He said that she didn't understand the pressure he was under and how important it was that he do well in his first year on job. Percy wasn't pleased, but she decided to give him space. Ok, và hai người không đồng ý với nhau chuyện mà rửa bát theo cách này hay theo cách kia nha. Eventually they had agreed that. Ok, cơ mà đến cuối cùng á thì họ đi đến một cái thỏa thuận đi đến một cái sự đồng thuận rằng ha, có nghĩa là ai mà rửa bát á, thì có thể làm theo cách của cô ấy hoặc là anh ấy ha. Nói là đứa nào thích làm kiểu gì thì khi nào đến lúc rửa bát á, thích làm kiểu nào thì cứ làm, miễn sao bát sạch là được, kiểu đấy ha. And that conflict was resolved, và cái mâu thuẫn đó đã được giải quyết. They were about 6 months into that marriage when Percy began to feel that Pete was withdrawing from her. Rồi, thì họ vẫn như thế trong vòng 6 tháng hôn nhân ha, cho tới khi Percy bắt đầu cảm thấy rằng Pete đang withdrawing. À, mọi người ơi, withdrawing có nghĩa là kiểu như rút lui khỏi một cái gì đó, một cái mối quan hệ, là rút lui một cái hoặc khỏi một cái tình hình gì đó ấy mọi người. Thì tớ sẽ dịch trong trường hợp này là Percy cảm thấy là Pete đang lạnh nhạt cô ấy nhá. Đang lạnh nhạt đấy. À, có nghĩa là đã không có kiểu excited hoặc là không có kiểu quan tâm, hoặc là không có kiểu nồng nhiệt, enthusiastic giống như ngày xưa nữa, kiểu như thế nhá. Cảm thấy là anh ấy đang, chồng mình đang lạnh nhạt với mình ha. He was working longer hours, and when he was at home, he spent considerable time with the computer. Anh ấy làm việc nhiều giờ hơn, anh ấy làm việc nhiều thời gian hơn, và khi anh ấy ở nhà ấy, he spent considerable. Cái từ này này mọi người, nó bằng với chữ significant chứ mọi người. Tại considerable là bằng với chữ significant ấy mọi người, có nghĩa là đáng kể hoặc là nhiều, mình có thể dịch là nhiều ha. Thì khi mà anh ấy ở nhà ấy thì anh ấy dành rất là nhiều thời gian tập trung vào máy tính ha. When she finally expressed her feelings that he was avoiding her, Pete told her that he was not avoiding her, but simply trying to stay on top of his job. Rồi, thì khi mà cô ấy cuối cùng cũng bày tỏ nhé, express là bày tỏ ha. Cuối cùng thì cô ấy cũng bày tỏ cái cảm xúc của cô ấy rằng anh ấy đang tránh cô ấy, tránh mặt cô ấy ha.
Ừ, thì Pete nói với cô ấy rằng là anh không không phải là đang tránh mặt cô ấy, mà là chỉ đơn giản là đang cố gắng để stay on top, là đang tập trung cao độ vào cái công việc của anh ấy. Ha, stay on top có nghĩa là yeah, dành toàn bộ thời gian, công sức, nhiệt huyết các kiểu để làm gì đó. Ha. Rồi, he said that he didn't understand the pressure he was under and how important it was that he do well in his first year on job. Anh ấy nói rằng cô ấy không hề hiểu được được pressure, được cái áp lực mà anh ấy was under, anh ấy đang phải chịu. Và cô ấy không có hiểu được là cái tầm quan trọng hoặc là nó quan trọng như thế nào trong cái việc mà anh ấy phải làm tốt trong cái năm đầu của cái công việc, của cái sự nghiệp của anh ấy. Patsy wasn't pleased, but she decided to give him space. Thì khi mà nghe chồng nói là mình không có hiểu chồng ấy, thì Patsy wasn't pleased. À, Patsy không có được hài lòng lắm, không có được hài lòng. Cơ mà cô ấy đã quyết định là dành cho chồng, dành cho anh ấy không gian nha. Có nghĩa là để cho anh ấy có không gian riêng của mình ấy. Patsy began to develop friendships with other wives who lived in the apartment complex. Often, when she knew Pete was going to work late, she would go shopping with one of her friends instead of going straight home after work. Sometimes, she was not at home when Pete arrived. That annoyed him greatly. And he accused her of being toddlers and irresponsible. All right. Patsy retorted, "This is the pot calling the kettle black. Who is irresponsible? You don't even call me and let me know when you will be home. How can I be here for you when I don't even know when you will be here? And when you are here, you spend all the time with that dumb computer. You don't need a wife. All you need is a computer." Patsy began to develop friendships with other wives who lived in the department complex. Rồi, Patsy đã bắt đầu kết bạn ha với những cái bà vợ khác mà sống trong trong cùng cái khu nhà, trong cùng cái khu chung cư mà cô ấy đang sống ấy, mà vợ chồng Pete và Patsy đang sống ấy. Often when she knew Pete was going to work late, she would go shopping with one of her friends instead of going straight home after work. À, thường á, khi mà cô ấy biết là Pete sẽ đi làm về trễ, thì cô ấy sẽ đi shopping với một trong những người bạn của cô ấy. Thay vì là going straight home, có nghĩa là thay vì đi thẳng về nhà sau giờ làm. Alright, sometimes she was not at home when Pete arrived. Thi thoảng nhá, thì cô ấy đã không ở nhà khi mà Pete về nhà. Khi mà Pete về nhà đấy. That annoyed him greatly and he accused her of being toddlers and irresponsible. Và cái điều đó annoyed him greatly, đã làm cho anh ấy cực kỳ khó chịu luôn. And he accused her, và anh ấy buộc tội cô ấy về cái sự toddlers. Toddlers là cái sự vô tâm, có nghĩa là không có suy nghĩ ấy, về việc không biết suy nghĩ, và về với việc mà cô ấy vô trách nhiệm luôn. Dạ, cô có dạy IELTS nhưng mà bây giờ lớp đang dạy rồi ấy bạn à. Complex có nghĩa là một cái khu ấy, mọi người.
À, vậy thì apartment complex là một cái khu chung cư ha, hoặc right. Responsible là có trách nhiệm, và irresponsible là vô trách nhiệm. Thoughtful có nghĩa là kiểu chu đáo, thì thoughtless có nghĩa là không có được chu đáo ấy, kiểu vô tâm ấy. Đấy. Hello. Khu phức hợp, cô giáo nghe. Complex là khu phức hợp thì bạn dịch đúng rồi, à, nó có nhiều nghĩa mà. Nhưng mà apartment complex là bạn dịch là khu phức hợp hả? Nếu như tớ dịch là sống trong khu phức hợp cùng của cô ấy hả? Làm sao dịch thế được? Sống trong khu nhà hoặc là sống trong cái khu chung cư, đúng không? Complex là cái sự kết hợp phức hợp lại, đúng không? Ok, cảm ơn bạn đã comment. Khu chung cư, em dịch đúng rồi, em dịch đúng rồi nhá. Khu chung cư ha. Complex là một cái khu mà có nhiều thứ ở trong đó. À, có nhiều thứ ở trong đó thì nếu như tớ dịch là khu phức hợp ý thì nó sẽ ấy à. Tiếp tục đi cô ơi, không cho nghỉ hả? Không cho nghỉ à? Ừ? Không cho nghỉ nói chuyện hả? Ăn teo. Alright. Greatly. Great là rất là lớn, greatly là cực kỳ lớn, thì tớ sẽ không dịch là cực kỳ lớn được, mà tớ sẽ dịch là điều đó. Great mọi người bạn, great là tuyệt vời, great có nghĩa là tuyệt vời nha, đúng rồi, nhưng great cũng có nghĩa là rất là lớn, đúng không? Nhưng mà trong trường hợp này nó tớ sẽ dịch là điều đó khiến cho anh ấy cực kỳ khó chịu. Hoặc là điều đấy khiến anh cho anh ấy khó chịu cực kỳ. Được không ạ? Right. Tiếp này. Cô like khung giờ nào vậy cô? Dạ cô like vào 10 giờ từ thứ hai tới thứ bảy ạ. Tiếp này. Accuse of mọi người. Accuse đây hả? Ấy hả? Bạn biết chữ A á, bạn biết chữ O rồi. Ha, accuse somebody of là buộc tội ai đó về cái gì đó. Ha. Rồi. Ok, Percy retorted. This is the part calling the kettle black. Who is irresponsible? You don't even call me and let me know when you will be home. Rồi, Percy retorted. Từ từ này mọi người, retorted có nghĩa là vặn lại hoặc đáp trả lại hoặc là vặn lại, nhà bắt bẻ lại hoặc là vặn lại mọi người nhá. Annoyed là khó chịu, dạ đúng rồi. Cái từ này này bạn, annoyed, ed có nghĩa là tính từ của nó nghĩa là khó chịu. Tuy nhiên trong trường hợp này ed là annoyed là động từ nhá. Annoy là động từ, nó làm cho ai đó khó chịu. Đó. Còn annoyed cũng là tính từ ha. Có nghĩa là bị khó chịu. Tiếp này. Passive vặn lại. This is the pot calling the kettle black. Đây là hình như là một thành ngữ nhưng mà mình không biết về thành ngữ này. Cho phép mình đoán nha mọi người. Trong cái ngữ cảnh này á thì Patsy cô ý đang nói đây là một cái idiom, một cái thành ngữ ở trong tiếng Anh ha. Rồi, vậy thì tớ sẽ dịch cái câu này, tớ không biết thành ngữ này nha. Nhưng mà tớ xin mạnh dạn mạnh dạn đoán là cái thành ngữ này có nghĩa là vừa ăn cướp vừa la làng ấy mọi người.
À, tớ xin phép dịch thế nha. À, đoán, xin phép đoán thế. Ừ. Đây là cái kiểu mà vừa ăn cướp vừa la làng đây mà. Who is irresponsible? Ai là ai ai thiếu trách nhiệm ở đây? You don't even call me and let me know when you will be home. Anh thậm chí còn chả thèm gọi cho em và cũng chả thèm báo cho em biết là khi nào anh sẽ về tới nhà cơ. How can I be here for you when I don't even know when you will be here? Làm sao mà em có thể ở đây đợi anh khi mà em thậm chí còn chẳng biết là khi nào anh sẽ ở đây nhỉ? Đấy. And when you are here, you spend all the time with that dumb computer. Và thậm chí là khi anh ở đây là ở nhà ấy, và thậm chí là khi anh ở nhà ấy, anh dành toàn bộ thời gian với cái máy tính ngu ngốc kia, cái máy tính gàn dở kia. Đấy. You don't need a wife. All you need is a computer. Anh có cần vợ đâu. Anh chỉ cần máy tính của anh thôi. Wife 필요없어요. 필요없어요. Wife 필요없어요. Chú Bin đâu nhỉ? Chú Bin là gì ạ? Mỗi lại ó, 죄송해요. Không biết, mình không biết từ đấy rồi gì. Rồi, đó, thì bạn vợ bạn ấy nói thế, thì bạn chồng nói gì nào? Trời ơi, kết hôn mệt nhở. Ok, tiếp nào. To which Pete loudly responded, I do need a wife. Don't you understand? That's the whole point. I do need a wife. Và với cái lời gọi là trách móc đấy ha, cái lời phản biện đấy ha, thì Pete đã loudly responded, đã phản hồi lại một cách to tiếng ha. Anh cần một người vợ, em có hiểu không? Đấy, đó là cái ý, đó là toàn bộ cái ý của anh. Anh cần một người vợ. Anh có hiểu, em có hiểu không? Tại sao? Tại sao em lại nói là anh không cần vợ? Anh cần một người vợ mà. Anh cần một người vợ. Quỷ cứ rể. Sao em lại nói như vậy? Ok. But Patsy did not understand. She was extremely confused. In her search for answers, she went to the public library and checked out several books on marriage. Marriage is not supposed to be this way, she reasoned. I have to find an answer to our situation. When Pete went to the computer room, Patsy would pick up her book. In fact, on many evenings, she read until midnight. On his way to bed, Pete would notice her and make a sarcastic comment such as, if you read that much in college, you would have made straight A's. Patsy would respond, I am not in college. I'm in marriage and right now I'd be satisfied with a C. Pete went to bed without so much as a second glance. Tiếp này. But Patsy did not understand. Kể cả khi Pete nói cái đấy thì Patsy cũng không có hiểu. She was extremely confused. Cô ấy bị rối cực kỳ luôn ấy. Extremely là cực kỳ tột đỉnh mọi người ạ. Giới confused là bị bối rối, bị rối. Cô ấy bị rối cực kỳ luôn. In her search for answers, she went to public library and checked
chào several books on marriage. À, và cô ấy đã đi tìm câu trả lời và cô ấy đã đến cái thư viện công cộng và đã tìm một vài quyển sách nói về hôn nhân. Marriage is not supposed to be this way. Trời ơi, hôn nhân không phải là kiểu như thế này được. Okay, she reasoned. Cô ấy lập luận, cô ấy lý luận. Reasoned là lý luận, là lập luận ha mọi người. Reason danh từ có nghĩa là lý do. I have to find an answer to our situation. Cô ấy lý luận rằng tôi phải tìm câu trả lời cho cái tình huống này của chúng tôi mới được. Kiểu đấy ha. When Pete went to the computer room, Patsy would pick up her book. Thì khi mà Pete bước vào cái phòng máy tính á, thì Patsy lấy sách của gọi là lấy sách để đọc á. In fact, on many evenings, she read until midnight. Và thực tế nhá, trong rất là nhiều buổi tối ấy, thì cô ấy đã đọc cho tới tận nửa đêm luôn ấy. On his way to bed, Pete would notice her and make sarcastic comments, such as, khi mà đi ngủ á, thì Pete có để ý vợ mình và make sarcastic comments. Từ này mọi người, mọi người đừng đọc là comment nhé. Từ này đọc là comments. Comments nhá, e âm e, comments. Right. Anh ấy đã bình luận một cách bình luận mỉa mai ha, làm một vài câu bình luận mỉa mai sặc mùi cà khịa ha. Sarcastic mình có thể dịch là mỉa mai hoặc là cà khịa ha. Chú cà khịa anh hả? Chồng mà dám cà khịa vợ ha. Làm một cái vài bình luận cà khịa như là nếu như em mà đọc, nếu như ngày xưa hồi đi học mà em đọc nhiều như thế thì chắc là em đạt toàn điểm A rồi đấy. Trời ơi. Thì Patsy would respond, thì Patsy trả lời lại là I am not in college, I'm in marriage and right now I'd be satisfied with AC. Và Patsy đã đáp lại như sau: em có đi học nữa đâu, bây giờ em đang ở trong hôn nhân này và ngay tại bây giờ thì em hài lòng với điểm C trong hôn nhân. Điểm C trong hôn nhân là cái điểm mà khá là tệ ấy, mọi người. Pete went to bed without so much as a second glance. Pete đi ngủ mà không có liếc nhìn thêm cái lần nào nữa, kiểu đấy. Ok. Mọi người ơi, chúng ta sẽ gặp nhau vào 10 giờ tối ngày mai mọi người nhá. Được không ạ? Hôm nay mình sẽ dừng lại tại đây ha. Mọi người ơi, thế cho mình hỏi một cái rồi mình đi ngủ được không? Mình bị yếu sức cái mọi người, kiểu như mình bị tăng động, mình bị loi nhoi ấy cơ mà hay bị kiệt sức ấy, có cái thuốc gì hoặc là có cái gì có thể bổ sung cái sức khỏe cho mình để mình làm việc không mọi người nhỉ? Mai cô có dịch nữa không cô? Dạ có ạ. Tập thể dục hả? Tập thể dục hả? Ngoài tập thể dục ra có thuốc gì uống không mọi người? Tình yêu sẽ tăng sức mạnh cô ạ. Nữa. Yêu vào không làm việc được. Tập thể dục hả? Dạ vâng. Ôi, tập thể dục. Lắc vòng có được gọi là tập thể dục không mọi người? Lấy chồng teacher. Ôi là trời. Cô nói cụ thể hơn được không ạ? Dạ kiểu như mình bị
sức khỏe yếu này, sức đề kháng yếu này, kiểu hay bị mệt hay bị kiệt sức ấy, mà làm việc kiểu khoảng cỡ 2-3 tiếng cái là mệt rồi, không có sức rồi, kiểu tụt đỡ huyết áp kiểu đấy ấy mọi người. Uống sâm ạ? À? Uống sâm loại nào bạn nhỉ? Bổ sung vitamin C có, mình bổ sung vitamin C nhưng mà dường như không hiệu quả. Mình uống cà phê nhiều lắm mọi người, mình uống khoảng cỡ 6-7 cốc cà phê một ngày ấy. Để có sức làm việc ấy, nhưng mà uống xong mệt, uống xong lại càng mệt thêm. Oh, C plus. Đông trùng hạ thảo. Bạn xe ôm official. Nhân sâm đông trùng hạ thảo hả? Bổ sung thuốc bổ não. Dạ, cô cũng biết là uống cà phê nhiều không tốt nhưng mà kiểu công việc nhiều quá ấy. Thiên sâm ạ? À? Ok. Mình có thấy mọi người bảo là hồng sâm ấy mọi người. Hồng sâm có tốt không mọi người? Thiên sâm. Livestream dịch tiếng Anh dành ra tư vấn sức khỏe ha. Nhiều caffeine quá không tốt cô ạ. Dạ, mình biết ạ. Mà mình bị nghiện đó mọi người. Mình cũng đang dần dần cai ấy. Tập thể dục hả? Dạ. Uống 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 nhiều cà phê xong mệt lắm ấy mọi người. Cô tập yoga, chắc chắc là mai mốt là phải đi tập yoga quá. Thay cà phê bằng trà. Chạy bộ. À, Blackmores cũng ok. À, mình biết cái hãng này tại vì ngày xưa mình cũng uống cái viên gì nhỉ? Viên của con gái ấy, viên mà con gái hay uống ấy. Hồng sâm hay tăng huyết áp? Ồ. Ồ, xịn vậy. Trời. Thiên sâm hả? Ui. Thiên sâm dạ. Có thuốc bổ não cũng ok à cô? Dạ vâng, cô cảm ơn ạ. Mental health, yeah, cũng đúng. Đúng rồi. Chắc là mình sẽ ngưng uống cà phê ấy, mọi người. Mọi người ơi, một ngày mình có thể uống được, mình uống cà phê thay nước lọc ấy mọi người. Và cà phê của mình bây giờ nó không có tác dụng nữa rồi. Mình uống Americano á, mà mình uống Americano mình uống một một ngày mình uống 6-7-8 cốc luôn ý. Mình nghĩ là mình phải ngưng thôi ý. Chuyển qua nhậu đi cô hả? Nhậu bất tỉnh nhân sự ấy chứ. Mình chắc là phải cai cà phê thôi ý. Trời, trên đời này sao rồi? Người ta nghiện rượu, nghiện bia, nghiện gì, nhưng nghiện cà phê. Ok, rồi. À, mình cảm ơn và biết ơn mọi người rất là nhiều vào nghe mình livestream nhá. Rồi lại còn tư vấn sức khỏe nữa. Mình sẽ cố gắng. À, đáng ra là mình muốn livestream tầm 1 tiếng rưỡi, cỡ khoảng tầm 1 tiếng rưỡi, 2 tiếng kìa. Đấy, mình toàn muốn thế thôi. Nhưng mà cứ đến khoảng hơn 1 tiếng là mình bị đuối luôn đó mọi người. Mình bị đuối sức ấy. À, mặc dù là khi mà dậy xong 9 giờ thì mình còn ngủ khoảng cỡ 30 phút. Đấy, nhưng mà mình cứ bị đuối sức ấy, cứ bị kiểu hụt hơi ấy mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Cảm ơn mọi người ạ. À, tôi sẽ chắc là cai cà phê quá. Chứ vừa tốn tiền vừa vừa hại sức khỏe. Cảm ơn mọi người nha. Hẹn gặp lại mọi người vào tối ngày mai vào lúc 10 giờ mọi người nha. Mình sẽ livestream ạ. Cảm ơn mọi người rất là nhiều ạ. Ok, 1 giờ là ổn hả? Yeah. Okay, so bye, see you.